Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin được thực hiện bởi AI. Sau đây là những tin tức thời sự mà chúng tôi vừa cập nhật sáng ngày 4 tháng 2. Bộ Công Thương dục Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN sớm hoàn thành phương án giá bán lẻ điện năm 2023. Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN yêu cầu khẩn trương hoàn thành xây dựng phương án giá bán lẻ điện bình quân năm 2023. Để xây dựng phương án giá bán lẻ điện bình quân năm 2023, Bộ Công Thương đề nghị EVN tập trung nguồn lực, hoàn thành quyết toán chi phí sản xuất kinh doanh điện 2022, báo cáo tài chính của công ty mẹ tập đoàn và các đơn vị thành viên, làm việc với các đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín kiểm toán báo cáo theo đúng quy định. Trên cơ sở quyết toán chi phí sản xuất kinh doanh điện, báo cáo tài chính năm 2022 của công ty mẹ và các đơn vị thành viên, công bố công khai kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2022. Qua đó, Bộ Công Thương hoàn thành tính toán phương án giá bán lẻ điện bình quân năm 2023, báo cáo các cấp có thẩm quyền theo quy định. Trước đó, phát biểu tại họp báo thường kỳ của Chính phủ, Bộ Công Thương cho biết khoản lỗ của EVN năm 2022 là khoảng 31.000 tỷ đồng. Việc điều chỉnh giá điện để đảm bảo cân bằng tài chính cho EVN và đang xem xét mức tăng trên dưới 10%. Bộ Y tế có thêm Thứ trưởng, nguyên là Vụ trưởng của Kiểm toán Nhà nước. Ngày 3 tháng 2, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký các quyết định bổ nhiệm nhân sự Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng. Cụ thể, tại quyết định số 46, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Lê Đức Luận, Vụ trưởng Vụ chế độ và kiểm soát chất lượng kiểm toán thuộc Kiểm toán Nhà nước, giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế. Ông Luận 55 tuổi, có học vị tiến sĩ, quê quán tỉnh Yên Bái. Ông là Thứ trưởng thứ tư của Bộ Y tế, bên cạnh các ông bà Đỗ Xuân Tuyên, Trần Văn Thuấn và Nguyễn Thị Liên Hương. Bên cạnh đó, tại quyết định số 44, Thủ tướng bổ nhiệm Đại tá Chiêm Thống Nhất, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ, Quân khu 9, giữ chức Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 9, Bộ Quốc phòng. Tại quyết định số 45, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Đại tá Ngô Nam Cường, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, Quân khu 4, giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Quốc phòng. Tại quyết định số 47, Thủ tướng bổ nhiệm Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng, Tư lệnh Vùng 4, Quân chủng Hải quân, giữ chức Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng. Giảm phí thuê đất, mặt nước cho người bị ảnh hưởng COVID-19. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký văn bản về giảm 30% tiền thuê đất, mặt nước cho người bị ảnh hưởng bởi COVID-19 năm 2022. Mức giảm này không bao gồm phí thuê đất, mặt nước còn nợ từ các năm trước. Văn bản cũng yêu cầu người có nhu cầu và đủ điều kiện phải nộp hồ sơ đề nghị trước ngày 31 tháng 3. Ukraine được nhận tên lửa từ Pháp và Ý. Pháp và Ý sẽ gửi tên lửa cho Ukraine. Hôm 3 tháng 2, Bộ Quốc phòng Pháp thông báo Pháp và Ý đã đồng ý cung cấp các hệ thống tên lửa đất đối không cho Ukraine. Theo đó, các hệ thống như MAMBA, một tên lửa tầm trung, sẽ là loại vũ khí được chuyển tới Ukraine nhằm bảo vệ lực lượng Ukraine trước các mối đe dọa trên không như máy bay không người lái hoặc tên lửa. Bộ Quốc phòng Pháp khẳng định hệ thống do Ý, Pháp và NATO phát triển này sẽ giúp Ukraine tự bảo vệ mình trước máy bay, tên lửa và UAV của Nga. Chính phủ Đức phê duyệt xuất khẩu xe tăng Leopard 1 cho Ukraine. Ngày 3 tháng 2, người phát ngôn chính phủ Đức xác nhận nước này đã bật đèn xanh việc xuất khẩu xe tăng Leopard 1 cho Ukraine. Tuy nhiên, ông không cho biết thông tin chi tiết. Chính phủ Đức trước đó thông báo sẽ chuyển giao loại xe tăng hiện đại Leopard 2, thế hệ tiếp nối của Leopard 1 cho Ukraine từ kho dự trữ của quân đội Liên bang Đức. Theo truyền thông Đức, trước mắt, nước này sẽ chuyển giao 29 xe tăng Leopard 1 cho Ukraine. Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng muốn chuẩn bị cho việc xuất khẩu hàng chục xe tăng Leopard 1 sang Ukraine, song theo báo Süddeutscher Zeitung, Đức đang gặp phải vấn đề về việc mua sắm đạn dược. EU linh hoạt việc kết nạp Ukraine làm thành viên. Ngày 3 tháng 2, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố không có khung thời gian cứng đối với tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu-EU của Ukraine. Tại cuộc họp báo cùng Tổng thống Volodymyr Zelensky ở Kiev, Ukraine, bà von der Leyen nói sẽ không có khung thời gian cho việc kết nạp, nhưng lưu ý rằng Ukraine có những điều kiện cần phải đảm bảo.
Ukraine đã được phê chuẩn tư cách ứng viên EU từ giữa năm ngoái. Kiev nhiều lần khẳng định mong muốn được đẩy nhanh tiến trình gia nhập EU. Vấn đề này cũng nằm trong số các chương trình nghị sự được quan tâm trong cuộc thượng đỉnh EU-Ukraine hôm 3 tháng 2. Tuy nhiên, giới quan sát đa phần cho rằng đây là mong muốn khó trở thành hiện thực. Quý vị vừa nghe bản tin sáng của báo Tuổi Trẻ.